rồi cũng thấy ý là cô ấy nói là mình thấy quan tâm giống như cô ấy với người xưa nữa, nhưng mà thực sự ra là mình cũng quan tâm mình bây giờ. Chỉ có điều là có thể là với chị lạnh cái hơn mình không có thấy lạnh. Cô ấy nói ai rồi cũng nói ai rồi cũng thay đổi. Ừ đúng thì bây giờ mới thay đổi rồi đó. Và năm rồi mình cũng chưa qua mình cũng nhớ hoài nhớ mãi, cũng nhớ cô ấy rất là nhiều luôn. Mà chắc giờ cô ấy cũng lấy chồng, cô ấy cũng không có bận tâm gì đâu. Hay là giống như ví dụ mà có nói thì nói cho vui thôi, kể về những cái chuyện xưa, những cái chuyện mà mình đã từng trải qua thôi. Chứ thật sự ra thì bây giờ những cái chuyện đó nó cũng không có may một cái ý nghĩa gì. Ít nhất thì nó vẫn còn ý nghĩa đối với mình, nhưng mà nó không còn ý nghĩa với cô ấy. Đó chỉ vậy thôi. Dù thì dù á, mình vẫn muốn, mình vẫn mong cô ấy hạnh phúc. Thật sự ra thì cô ấy nó không có đẹp đâu. So với những người trong giới bây giờ thì cô ấy kiếm hơi nhiều, nhưng mà hai thử thì sao? Là vì cái sự kết nối 2 năm rưỡi mình ở bên cô ấy, cái sự kết nối đó nó quá, nên là mình cảm thấy cô ấy đặc biệt hơn. Và khi mà kết nối là mình cảm thấy rất là thích thú hơn so với những cái người khác. Và thật sự ra thì bây giờ cũng không muốn đi ăn, nói chung là cũng như là bị khờ ơi. Là đường Lê Văn Tường ở trên quận 9. Trong gần luôn á. Có nhà mặt tường ở khu này ở đảo vô. Có thể tha hồ mà kinh doanh bất kỳ một cái gì đó mình muốn. Như là kinh doanh đồ ăn, nước uống, vui chẳng hạn. Đó là mình có mặt bằng đó thì mình sẽ về.